Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2022 tiếp tục tăng giá đến 3.000 đồng trên kg tại nhiều khu vực, hiện được thu mua ở mức 61.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận giá heo hơi miền Bắc vẫn có mức bình quân cao nhất cả nước, dạo động từ 55.000 đến 61.000 đồng trên kg. Trong đó, các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh Nam Định, Ninh Bình 56.000 đến 60.000 đồng nhiều khu vực vẫn giữ được mức giá 61.000 đồng trên kg. Dịch tả heo châu Phi những ngày gần đây diễn biến xấu khiến lượng heo thịt bán ra thị trường tăng nhẹ. Đây là một phần nguyên nhân khiến giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc không tăng thêm. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giá heo phổ biến trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Mức giá 59.000 đến 60.000 đồng trên kg cũng có tại một số địa phương thuộc Bắc Giang, Thái Nguyên nhưng không nhiều các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giao động từ 53.000 đến 59.000 đồng trên kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai 54.000 đến 60.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã bắt đầu ghi nhận mức giá 58.000 đồng trên kg ở một số khu vực mức phổ biến ở các tỉnh này hiện vẫn chỉ từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên dù giá heo vẫn tăng nhưng tăng khá chậm, hiện chỉ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Trong đó, Quảng Nam, Đà Nẵng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 52.000 đến 56.000 đồng trên kg. Khánh Hòa, Bình Thuận từ 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Tại Tây Nguyên giá heo hơi duy trì ở mức 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 53.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam khoảng 54.000 đến 58.000 đồng trên kg tiếp tục được duy trì ở các tỉnh phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai vẫn có số ít chạy bán ra với mức 59.000 đến 60.000 đồng trên kg Bình Dương, Bình Phước 53.000 đến 58.000 đồng trên kg. Tại Tây Nam Bộ, giá heo hơi tại Long An, Tiền Giang 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang giá heo duy trì ở mức 52.000 đến 57.000 đồng trên kg. Cần Thơ 53.000 đến 58.000 đồng trên kg. Đồng Tháp An Giang ở mức 55.000 đến 59.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối hóc môn ngày 28 tháng 6 là trên 4.700 con, heo mảnh. Giá thịt heo xỉ giao dịch tại chợ trong khoảng 50.000 đến 73.000 đồng trên kg. Theo thông báo từ 1 tháng 7, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng 300 đến 400 đồng trên kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojit vừa có thông báo gửi đến các đại lý về việc điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7, doanh nghiệp này sẽ tăng giá sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho heo con và thức ăn đậm đặc với mức tăng 400 đồng trên kg, tương đương tăng 10.000 đồng bao 25 kg. Đối với các loại thức ăn còn lại cho heo, bò, gà thịt, việt thịt và gà, việt đẻ tăng 300 đồng trên kg, tương đương tăng 7.500 đồng bao 25 kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn cGvina Agri cũng đã có thông báo kể từ ngày 1 tháng 7 đơn vị này tăng giá thức ăn chăn nuôi từ 300 đến 400 đồng trên kg tùy loại. Trong đó, thức ăn đậm đặc, thức ăn cho heo con tăng 400 đồng trên kg và tăng 300 đồng trên kg đối với các loại thức ăn còn lại. Lý do được công ty trách nhiệm hữu hạn cGvina Agri đưa ra cho quyết định tăng giá bán sản phẩm là tình hình giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có chiều hướng biến động trong thời gian vừa qua. Ngoài hai đơn vị nêu trên, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khác cũng thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi phân phối đến các đại lý từ 300 đến 400 đồng trên kg. Một đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Trà Vinh cho biết nếu tính luôn lần tăng giá sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Trong năm nay giá thức ăn đã 6 lần được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng và là lần thứ 17 kể từ năm 2020 đến nay. Theo đại lý nêu trên, Giá thức ăn chăn nuôi áp dụng sau ngày 1 tháng 7 đối với loại cho heo con là 510.000 đến 530.000 đồng bao 25 kg, loại dành cho heo thịt là 375.000 đến 415.000 đồng bao 25 kg và thức ăn dành cho heo nái là khoảng 315.000 đồng bao 25 kg. Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã được kiểm soát, nhưng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Ninh Thuận vẫn không chủ quan áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh từ xa. Theo đó, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chỉ đạo cho các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố trên địa bàn thường xuyên bám sát tình hình chăn nuôi tại các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo hộ chăn nuôi chủ động thực hiện theo hướng an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ chuồng trại làm làm sạch môi trường chăn nuôi, ngăn chặn dịch bệnh từ xa. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá heo hơi tại Đồng Nai hiện vẫn không tăng, giao động từ 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Người chăn nuôi hiện vẫn không có lời bởi đã tăng giá thức ăn chăn nuôi chưa dừng lại, sẽ tiếp tục tăng lần thứ bảy vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 tới, tính ra chi phí thức ăn cho mỗi con heo tăng thêm 700.000 đồng. Còn nếu tính từ tháng 11 năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 16 lần, đồng nghĩa nuôi mỗi con heo tốn thêm 1,6 triệu đồng thức ăn. Hiện nay, người chăn nuôi vẫn đang cầm cự, nhiều hộ đã giảm 50% số heo nuôi. Giá thức ăn chăn nuôi dự đoán sẽ tăng tiếp đến cuối năm 2023, tình hình chăn nuôi không khả quan, ông đoán nhìn nhận. Từ việc áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hệ thống trang trại heo của công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường, Quảng Ninh đã bảo vệ thành công đàn heo trước dịch bệnh, giúp công ty ổn định phát triển chăn nuôi, góp phần tăng nguồn cung thực phẩm gia súc, gia cầm. Theo ông Trần Hòa, Chủ tịch Giám đốc công ty Thiên Thuận Tường, ngay sau khi nhận được tin bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại Trung Quốc và sau đó xuất hiện ở một số tỉnh thành của Việt Nam, công ty đã tập trung đầu tư nghiên cứu tìm hiểu các giải pháp để phòng chống dịch. Cụ thể, công ty đã cấm trại tuyệt đối trong thời gian có bệnh dịch tả heo châu Phi, cấm người không có nhiệm vụ và phương tiện động vật vào trại, kể cả xe chở heo và phương tiện của khách hàng đến mua heo. Công ty sẽ bố trí phương tiện vận chuyển heo ra ngoài cho khách hàng. Chủ động giám sát Phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả heo châu Phi, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan trong phòng chống dịch tả heo châu Phi, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại một số địa phương và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao gây khó khăn cho người chăn nuôi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đồn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch tả heo châu phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Việt Nam sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả heo châu phi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố vaccine phòng dịch tả heo châu Phi do doanh nghiệp trong nước sản xuất bắt đầu đưa ra thị trường. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới sản xuất thành công và lưu hành thương mại vaccine tả heo châu Phi. Theo đó, vaccine do công ty NAVETCO, tiền thân là Viện Quốc gia Vi trùng học, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, sản xuất, được Cục Thú y cấp phép lưu hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, do đây là vaccine mới nên chưa được sử dụng đại trà. Để có thêm dữ liệu khoa học về an toàn và hiệu quả phòng bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo việc sử dụng vaccine thực hiện theo hai giai đoạn. Việc Việt Nam sản xuất thành công và lưu hành thương mại vaccine tà heo châu Phi có ý nghĩa rất lớn với ngành chăn nuôi. Đây là dịch bệnh trong vòng 100 năm qua kể từ khi phát hiện thế giới chưa có vaccine thương mại phòng bệnh. Để giải quyết tình trạng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, hội nông dân xã và hội viên nông dân xã long phước cho rằng cần tìm giải pháp để chủ động nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước bên cạnh đó cần tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp thủy sản có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc gia cầm nhà nước cần xây dựng chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng mô hình liên kết đầu tư công nghệ cơ giới hóa đồng bộ để thu gom sơ chế bảo quản phục vụ việc sản xuất chế biến giảm thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi đẩy mạnh diện tích trồng ngô, đậu tương công nghệ sinh học để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ nước ngoài. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 6 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.